Tuấn chưa bao giờ cả những cái chuyện vô lý là chỉ cần với tay lấy nước mà vẫn nhờ Tú lấy, mà Tú cũng vẫn không hiểu tại sao. Thì mình vẫn đưa, mình vẫn hỏi. Thì đến giờ mình vẫn hỏi gần cả chục năm rồi. Chị thấy buổi phỏng vấn này nên ngưng. Ngủ nướng. Em cứ đấu thế. Anh đừng có như vậy, người ta hiểu hết đó. Em sẽ hỏi một câu hỏi có hai sự lựa chọn, thì anh chị sẽ đồng thanh trả lời luôn. Nếu mà có sự khác biệt thì mình sẽ giải thích. Bánh chưng hay bánh tét? Bánh chưng. Hả? Tại vì khẩu vị của chị thích ăn bánh chưng. Củ kiệu hay dương món? Củ kiệu. Hoa mai hay hoa đào? Hoa đào. Tại vì mình người miền Nam, mình ngắm hoa mai rất là nhiều rồi. Cái gì mà mình cảm thấy nó quen thuộc thì chắc chắn là mình sẽ thích những cái gì đó nó ấy mà. Tại nó vì còn mình, là mình người miền Bắc mình ngắm hoa đào quá nhiều rồi. Cho nên mình rất thích hoa đào. Thích hoa mai. Lì xì. Mình lớn tuổi rồi, mình phải biết thân biết phận. Ở nhà là đi du lịch. Đi du lịch. Vậy đi du lịch một mình rồi. Không, chị sẽ không bao giờ đi một mình nếu như không có gia đình bên cạnh. Đi du lịch cũng được chứ ở nhà. Không bảo nếu mà một mình em đi du lịch anh ở nhà cũng buồn, anh đi du lịch cùng luôn. Kết Hà Nội. Ở với gia đình là đi chơi cùng mẹ. Ở với gia đình. Cùng mẹ dọn nhà hay là ngủ nướng? Ngủ nướng. Phù. Em cứ đấu thế. Tiếng phù. Anh đừng có như vậy, người ta hiểu hết đó. Người ta hiểu mà. Nhưng mà kệ đi, đừng có để người ta hiểu. Mình phụ tất cả mọi thứ. Mình san sẻ công việc gia đình với gia đình của mình. Nấu ăn. Nấu ăn. Đồ. Nấu ăn. Đơn giản cầu kỳ lên, tại vì nhìn tất cả mọi thứ nó phải chính chu, mình chi tiết. Như còn có cái thói quen nào mình cũng khó hiểu luôn, không hiểu luôn. Ngoài cái việc mà họ mua lotion rồi mình chưa ra. Cũng nhiều lắm. Thí dụ như là có một cái cốc nước ở bên này chẳng hạn, thì Nhi sẽ nói là anh ơi lấy giùm em cốc nước. Thì những cái khó hiểu lắm thì mình cũng không dám hỏi, tại vì cốc nước ở ngay bên cạnh, ví dụ như là có thể bước ra bế một cái là xong, vì mình đang ở tít ở xa lận thì mình cũng không hiểu, thì mình cũng thắc mắc là mình hỏi tại sao nhỉ, tại vì phụ nữ hay là cái suy nghĩ của phụ nữ họ đơn giản quá đến mức mình không hiểu nổi, tức là họ cần sự yêu thương hơn hay sao ấy. Chị thấy buổi phỏng vấn này nên ngưng, tại vì nó càng ngày càng lộ chuyện gia đình của chị rồi. Chị muốn giữ an toàn cho gia đình của chị. Chưa bao giờ em ạ. Tuấn chưa bao giờ cả những cái chuyện vô lý là chỉ cần với tay lấy nước mà vẫn nhờ Tú lấy, mà Tú vẫn không hiểu tại sao chị không lấy. Anh đi ra ngoài anh lấy cốc nước hay là anh làm thì anh vẫn hỏi mà, nhưng mà tại sao vậy, tại sao có thể mình bước xuống mình với một cái là tới, thì có thể là anh ở trong phòng em vẫn gọi anh ra lấy, thì mình vẫn đưa, mình vẫn hỏi. Thì đến giờ mình vẫn hỏi gần cả chục năm rồi, đến giờ mình vẫn hỏi mà. Nhi nghĩ là phụ nữ coi clip này sẽ hiểu Nhi cần một đồng minh. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.